Hợp tác xã Đặc Biệt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được về sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ ký gửi em một cái miếng đất nền anh chị, nằm vị trí đây là mặt tiền đường nhựa cao Tấn Phát anh chị ha. Giáp với đường nhựa đất mình, đây là có một cái view kinh. View kinh này khoảng là 7 mét anh chị ha, rất là rộng rãi, rất là thông thoáng luôn. Đó. Thứ nhất là lấy nước ra vô, cái thứ hai là lấy nước sinh hoạt cũng rất là tiện luôn, mình xây nhà ở hay là mình trồng cây ăn trái anh chị ha. Cái kinh này đó thì kinh lớn là khoảng là 2 km anh chị. Còn cái đất mình đó nằm ở đây là vị trí rất là đẹp, mặt tiền đường nhựa đất liền luôn. Đây. Đường nhựa này cho xe ô tô, xe tải mình lưu thông rất là dễ dàng luôn nha anh chị. Với ngang là 6, chiều sâu là 38 nha, nên tổng tích là 228 m². Đặc biệt đất mình có thổ cư là 100 m² nha anh chị. Đó, về đây mình cất nhà rất là thoải mái luôn chị ha. Đó, thứ nhất là đường nhựa, mình có xe ô tô, xe tải đó, mình làm cái nhà ở đây, mình đậu trong sân, trong nhà mình luôn. Đó, rất là tiện nha. Còn nếu mình chị có xe ô tô mà mua đường xe máy đó, thì đợi mở đường rất là lâu chị ha. Đó, đường này đã hoàn chỉnh rồi, có đường nhựa rất là rộng rãi luôn. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị. Cái hướng đất mình đây là hướng đông nha. Địa chỉ đất mình ở đây là ở ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ở đây mình đi thẳng đường này nè chị, là khoảng một đoạn thôi, là chợ Vàm Vòng, trường học, ủy ban, trạm y tế là 1,5 cây số nha anh chị ha. Còn cái hướng ngược lại đường nhựa cao Tấn Phát này là ra quốc lộ 50 là 4 km nha. Còn cách khu công nghiệp Bình Ninh nè, tỉnh lộ 877 nè, chỉ có là 1 cây số thôi. Rồi, không để mất thời gian của cô chú và anh chị nữa, em sẽ chỉ ranh giới cho mình nắm nha. Đây cái ranh mình anh chị, bên tay phải nè chị ha, nó cầm cái cây nè, ở dưới này có trụ nằm sâu dưới ha, mình thấy không rõ chị ha. Đây cho cái này đi. Đó. Qua bên tay trái mình là 6 m anh chị ha. Hiện tại đất mình là đất trống anh chị. Đó. Không có cây trái gì hết nha anh chị. Được cái thì nó chiều sâu vừa phải nè, 6 m thì mình cất cái nhà nho nhỏ về đây mình ở, và mình ở đây mình kinh doanh buôn bán luôn, tại đây là mặt tiền đường nhựa ha, dân cư rất là đông. Đó, mình về làm hàng rào ranh giới lại nha anh chị ha. Hiện tại đã có sổ rồi. Đó. Có ranh giới trụ bê tông hết rồi. Đây là anh chị không? Đó, bên trái màn hình anh chị có cái trụ bê tông là nửa mét nè. Nó quay xuống cho anh chị thấy rõ không? Đất mình thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Nếu mình ở như là thành phố Mỹ Tho anh chị, mình lên tới đất mình cần mua là 28 km nha anh chị. Còn nếu mình ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh á, tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, là 67 km nha. Đó, em mới định vị các em chụp lại cho mình thấy rõ để mình quan sát. Nhiều lúc anh chị ở xa hay là công việc bận rộn, đó mình biết được cái vị trí cách bao nhiêu xa để em về đây mình xem đất để mình mua ở khu vực này để mình xây căn nhà nho nhỏ mình ở an cư lập nghiệp nha anh chị ha. Giá thì chỉ có là 450 triệu anh chị, mà được cái mặt tiền nhựa mà có thổ cư là 100 m² nữa. Chỗ bao giấy tờ cho mình nữa, em thấy có vị trí rất là đẹp, giá thì cũng bình dân anh chị ha, 450 triệu thôi. Rồi em sẽ đi vô đất nè anh chị ha. Quay kỹ cho mình nắm rõ luôn. Đây đất mình thì hiện tại cỏ không chị thấy không, không có một cái ao hồ nào hết nên không có chiếm diện tích đất mình nha anh chị. Hiện tại đi trong đất luôn chị thấy không, cỏ không mà không có ao hồ gì hết nha. Nên mình mua cái này thì mình cuốn nền ở trước khoảng là làm cái sân nè, với cái nhà là khoảng là 20 đến 22 m. Đó, để làm sân làm nhà thì cuốn nền lên, còn phía sau mình khỏi bơm cát, khỏi cuốn nền nha, để mình trồng cây ăn trái. Ở đây thì phù hợp trồng dừa, bưởi và một số cây ăn trái khác nha anh chị. Mặt tiền đường nhựa đó rất là tuyệt vời rồi. Nhiều lúc mình về đây xe nhà ở, có bạn bè đi xe ô tô hay là về thăm mình á, bạn bè anh em gì đó có xe ô tô về thì đường nhựa mà mình tới vị trí luôn, nó cũng rất là tiện cho mình luôn. Rồi, để em chỉ ranh giới cuối cùng cho mình nắm rõ nha. Đây nè anh chị, 38 m anh chị ha. Đó, vô cũng vừa phải thôi chứ không có sâu mấy. Cái lộ giới đường nhựa mình là đây là khoảng vài mét anh chị ha, 6 m anh chị.
Đó, đây là chiều sâu bên tay trái, còn bên kia là chiều sâu bên tay phải ha. Hiện tại đứng đây là ranh giới cuối cùng của đất anh chị ha. Rồi để quay lên lại cho chị xem nè. Đây à, một miếng đất nho nhỏ để mình xây nhà à, để về đây ở anh chị ha. Một miếng đất thì cũng vừa thôi chứ không có lớn anh chị, nhưng được cái là đường nhựa bịp kinh à, đây thì dân cư rất là đông nữa anh chị ha. Rồi để đem tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại màn hình bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha là 450 triệu thôi. Cái nền mình ở đường nhựa thì có chỗ cư là 100 mét vuông nha, chủ bao giấy tờ trọn gói hết cho mình nha anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên với một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và quý chủ ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.